gần nguyên đây. Nguyên nhiều không anh? Chắc nguyên chắc chỉ có bể bụng thôi, không biết đầu rồi còn không biết. Nhưng mà nói chung là phần lớn là vẫn còn hình hài ha. Thì gia đình hiện tại đang đi chổng. À, cái xác đi ngược về đây hả? Cái xác là mình ngỡ bên đây. Bên đây. Cho ngược xuống như này. Rồi cái xác cơi xác ngày qua là gần. Xác ngày qua cho xuống dưới. Sao nó lại cái ngược dòng vậy ta? Ờ, còn cái xác này này hiện tại nó cho về đây. Vậy đó hả? Cho ngược về đây vô trong kinh. Vô kinh ngang như nè. Có xác định đồng đó. Của anh Hiền. Của anh Hiền. Của anh Hiền gần nhà này. Anh Tư. Ừ. Ờ mình rồi vậy là điện mới điện báo về rồi. Điện cho em rồi. Em lên điện cho hòm á, phục vụ chợ nữa hả? Thôi chợ. Chợ cái áo quan nữa. Là hai cái quan hả? Nếu mà cái này chắc có thể là nếu mà thiêu á thì chắc không có vô quan, mình vô bọc với xong mình vô giải chiếu hoặc là xong lên xe đi ra thương thẳng luôn. Còn nếu như chôn thì sẽ làm cái quan vậy đó hả? Mà bữa hôm qua mình chôn rồi thì hôm nay thì chắc có lẽ là nên họ thiêu. Tại vì hai cái hôm qua đó chôn bên kia. Dạ. Có thể thiêu rồi lấy cốt về để chọn thiêu mộ. Đúng rồi, lấy cốt về chắc đi về đó rồi rải xung quanh đó. Thì mình rải cái ngay chỗ cái sông mà gần đó. À, mình giờ nói chung mình đang chờ đợi thôi. Có nghĩa là chưa biết phải không? Chưa biết, người nhà đây sắp xếp lại mới là chính xác. Ờ, đúng rồi. Nhưng là chắc mấy anh em làm bên đội mai táng chắc cũng nhiều năm rồi. Nhưng có lẽ là cái trường hợp này mới gặp lần đầu đúng không? Đúng rồi. Thì hữu à. Là tại vì một xác mình phải chôn hai lần. Nhiều lần. Chôn hai lần luôn. Là tại vì mình một nghĩa là giờ mình gom được nhiêu thì mình hai người. Cho nhiều một người mà hai quan, rồi hai quan mà một huyệt thứ ba. Ừ. Có rất theo nhiều em, cái em nghĩ là chiều nay chắc cái lỗi lên thêm sách rồi. Vậy đó hả? Suy đoán luôn hả? Ba tháng rồi. Cái hổm lúc mà do cái xác này em cũng suy đoán là coi như là nếu mà cái xác còn thì sẽ còn hết. Ừ, đúng rồi. Vì, bữa đó là ba xác mà mình chỉ có được một cánh tay, chỉ có khoảng chừng 2 kg mấy thật thôi. Ừ. Cái phần mà mình tìm được ít quá hả? Bây giờ đã tìm được hai xác rồi. Thì nghĩ là xác thứ hai còn. Chắc chắn sẽ nổi lên thôi, nhưng mà không biết thời điểm nào ở đâu thôi. Dạ. Cái xác thứ hai là ai phát hiện như vậy? Thì cũng dân ta trong kinh đó đó. Tập gì nữa hả? Thấy là mới cho mình hay ha. Tự nổi lên trên sông luôn ha. Nói chung phân quỷ hết rồi. Em là người trực tiếp kiếm xác. Dạ. Không có, em là dịch vụ đại học gia huynh đó. Em hỗ trợ gia đình hoàn cảnh khó khăn là những thứ gia đình của anh Hiền liên hệ với em. Dạ, hồi nãy gia đình điện em và nói tiền cũng sạc bên mình là chuyên nhà. Gia đình mới là quyết định được là thiêu hay là chôn. Em thấy em bây giờ hiện tại đang có công việc cho nên em không đi dẫn được, cho nên em hướng dẫn gia đình đó là mua cao su, vô cao su rồi đem về thì người tính. Bên mình là mình nghĩ mình đã chôn một lần rồi. Tại vì ngày trước thì mình lượm được bao nhiêu thì mình chôn bao nhiêu thôi. Bây giờ mình lượm cái phần còn lại, không lẽ mình làm chôn thêm lần nữa. Thành ra vấn đề này là nan giải để gia đình tính coi sao. Dạ, sắp xếp thôi. Bởi vậy. Tôi phụng sự theo yêu cầu của gia đình. Thật sự thì cái chuyện này chưa từng nghe bao giờ luôn. Một mạng người mà phải chôn hai lần. Chôn rất là nhiều lần. Nghe một cái hình là gung kinh đất vậy thôi, chứ không có nói gì chứ. Chú là bà con sao? Không biết gì hết. Hôm nay ta như này cha chị vợ, này cha cháu nội của chị vợ. Tôi là người vợ. Kêu ông vợ. Chú ở gần đây. Tôi ở trong kinh ông Kiển cái xã Đất Mới. Chú đeo vàng nhiều quá. Rồi như vậy thì sau khi cháu qua phần thì cho hỏi là ở đây mình có chôn tại đất nhà hay là đi quả táng sao? Đi quả táng. Dạ, tức là mình không có đất để không có đất cát không bà, không có đất cát cái gì cha. Dạ, cho nên là phải đưa đi đi quả táng vào đây cháu. Dạ. Rồi hiện tại cô thấy cái thi thể của cháu là người nhà mình tìm được hết không hay là tìm được xác luôn, nhìn qua còn xác luôn mà còn đầy đủ không cô? Còn nguyên đầy đủ như nó nằm cái kiểu này vậy nè. Nó như tôi cũng không biết lỡ tay đây. Dạ dạ. Nó nằm kiểu đó vậy đó. Yeah. Mà cái áo thì không có, một có cái quần xà lõn khác ngang đây. Yeah. Rồi nó khơ nằm nước xong nó chập chả lên vậy nè. Mà còn nguyên hết trơn, không có mất mát cái gì hết.
Như mắt cái hầm răng hả? Có mắt có cái hầm răng trên á, hầm răng dưới vậy nó hốc rồi. Nó nát mình đó nha. Còn hai người kia thì còn nguyên không chú? Còn hai người kia thì banh sát hết trơn, còn cái cam kia thì được cái tay. Hốt con kia có 3 kg thịt gì vô không được. Đường này xịn không hay sao? Mấy người kia cho, ta có đất khác ta cho. Dạ. Không có đất khác thì mà áp nghèo khổ nè. Ví dụ là trong trường hợp này là ba người nhưng mà chỉ một mình cháu là quả đáng thôi. Hai người kia thì có điều kiện hơn chút xíu thì có được đất để chôn. Có mã đá, còn thằng này thiêu thiêu rồi bỏ luôn, không cho đem gì làm. Thì, cái quan tài của cháu Hiếu nè nội, là mình mua hay là sao? Cái bà đó đó bà xin ở đâu đó, bà đi xin rồi. Rồi, từ thiện. Bà xin dùng từ thiện. Dạ. Trong gia đình này là không có dính líu gì tiền bạc gì hết trơn, nó nghèo quá đó. Tới ngày là ngôi la mất rồi là trong gia đình còn được 2 triệu bạc trong mình thôi, chứ không có gì trơn. Gạo mua được là 5 kg gạo ăn hết rồi, đây mua rồi là ta cho tiền lợi nhuận 100-200, có tôi có đi mua 10 kg gạo đem về chứ. Đồ đạc nấu nướng anh em tiếp khách ở đây mà không có nói, không có xây gì. Rồi tới chừng 2-3 ngày sau đó, nghe nổi vớt, ngày hôm qua là nghe nổi vớt đi qua bển vớt á, là tôi qua bển là bà nội đó, là nhận cái xác gì à, chứ không ai không biết gì chứ. Hiếu có anh em gì không cô? Vậy thì nói hồi nãy đó, cái thằng này, cái chú này, thằng này nói hồi nãy kể đó, như nó bốn anh em vậy nè. Bốn anh em mà ai chế đâu mà tay vụ đi bán mất tiêu là mất tích luôn bây giờ. Đây nè. Hiện tại là chỉ còn mình nhớ nha. Chứ còn thằng anh, thằng anh nó mà cũng đi chơi bè bạn đó rồi đập đá gì đó rồi ta đưa đi cho tù. Đi cai nghiện rồi. Đưa đi cai nghiện không có ở nhà, còn có mình nó ở nhà. Đi má. Dạ đưa chú cho 200-200 rồi để về. Để đưa bà nội, với bà nội đúng không? Giờ với bà nội giờ là sáng á, là bà nội 5 giờ 4 giờ đi đội ngũ quẩy bọc với vỏ sách đi đội ngũ bán rồi gạo á, thì hộ nghèo đó là nhà nước á, là cho hộ nghèo đi trị bệnh đi, vì tôi có thiếu máu cái tim với tim. Dạ. Rồi bệnh hoài rồi nhà nước thấy vậy cho hộ nghèo trị bệnh. Nhà này là hai mấy bà cháu tôi ở đầu bị thằng trai đó đứng tên mới có vực cái bảo hiểm nghèo. Bà cũng chịu là bà bệnh tim chịu tới chịu lui hoài. Mẹ nội nhiêu tuổi rồi rồi? Nay 72 tuổi. 72 tuổi dạ. Thì cho hỏi khi mà bà nội nhận được cái thông tin cháu mình bị cái sự cố như vậy đó. Dạ. Lúc đó nội sao? Lúc đó không hay không biết trơn, tôi ngồi đây tôi bằng cá. Rồi á cái bà đó đó, tôi nghe nổ một cái hình rung lên đất. Tôi nói là chắc ở ngoài huyện đội ngoài mà ông cuốc sớm gì đó. Rồi là nổ. Rồi sao tôi chồm hoài mà không nghe, ở ngoài khóc kể. Rồi không có nghe gì em gơ. Còn hồi cái bà bên đó đó, bà nói bà ngồi bằng cá đây lát có tin buồn. Tôi hỏi tin gì bà nội, bà không bả giấu á, sợ tôi như là nghe được tôi chịu tôi chết đi. Bả giấu rồi một hồi á. Cái bà nói tôi đi bệnh viện thì tôi nghe tôi đi bò bò theo đó tôi nghe thì la chết hết rồi vậy thôi. Chứ tôi không biết chuyện gì chứ. Không hay luôn đó. Không hay không biết. Nghe hình như rung rinh đất vậy thôi. Ngoại dùng cái từ mất giùm con nghe. Đừng nói cái từ đó giùm con. Dạ, tức là ngoại hay cháu mình mất vậy là trong lòng ngoại lúc đó chắc đi không, đi không, hết nổi luôn rồi phải không? Đi hết nổi không còn biết gì chứ. Bà xỉu mất đi chích cho nó. Dạ lúc đó là chích. Sự đau khổ tột cùng nó dâng lên với bà nội rồi. Ở tính huyện ở ngoài huyện đội trong coi có ai bị thương ở đây kia vô ông khóc kể vô ông chạy ra coi thì nghe em gơ à lánh canh à. Rồi sau hồi mới nghe cái bà này nói đấy, bà ngồi đó đi, bà ngồi đó là lát bà nghe tin buồn. Tôi hỏi chứ tin gì buồn bà nội, bà không giấu, bà nói sợ tôi đó là chịu chết đi. Rồi một có tôi bà nói tôi về tôi thay đồ tôi đi bệnh viện, tôi nghe tôi bò theo đi đảng người ta nói đồ nó chết hết rồi vì chứ không biết chuyện. Rồi những nạn nhân mà mất đó cô, gần đây không? Còn hai người kia á? Ở đằng đó đó. Dạ. Đằng đó đó, có thằng đó. Đằng đó, cũng gần đây. Cũng gần đây. Dạ. Chú là em thứ mấy của bà nội này chú? Hả? Chú là em thứ mấy của bà tôi nội? Là em rể của bà này. À vậy hả? Em rể. Em rể. Bà này.
này thứ ba, vợ tôi thứ bảy. Dạ. Là chú ở xa là sáng nay mới tới được đó. Ừ, tôi ở xa thôi. Trong trống mà còn nghe tiếng nổ đó, trong kinh nông kiển đó. Dạ. Nghe tiếng nổ tính chạy gần. Như chú chia sẻ lúc ban đầu cháu nghe nói cách 4 cây số mà nghe cái tiếng nổ thì tức là cái vật này nó cũng to lắm, nó sẽ còn phá lớn tới cỡ đó. Tắt ra là 600 thước hay 700 thước gì, cái nhà của bà kia là kiến bể nát hết rồi. Trời ơi. Cách gần 1 cây km mà còn bở kiến luôn. Bở kiến luôn. Hết hồn không? Cũng phá lớn như lắm mà. Dạ. Về chú là cách ở đây bao xa hả chú? Tôi ở trong ông Kiển xa lắm, mười mấy cây số luôn mà. Dạ. Mười mấy cây số vẫn còn nghe tiếng hả? Nghe tiếng luôn, trời gầm. Mình cứ nghĩ là tiếng trời gầm thôi. Tao nói sao trời nắng mà trời gầm, cái đâu có ai đâu. Dạ. Rồi. Lúc đó là khoảng mấy giờ chú ha? Khoảng 9 giờ mấy quá. Dạ. Mình cũng không có đồng hồ, mình đổ chừng gì á. Khi bọn con đăng lên như thế này có nhiều cô chú anh chị nói là không tin được thời buổi bây giờ mà vẫn còn như vậy. Mình cũng không biết cách thức gì sao nó nổ, nó cũng chỉ là ở gần đó người ta cũng không biết sao nó mới bị là nó nằm nó kéo qua cặp bên sông mé bên sông á. Rồi mới nổ bên sông á. Cái mũi vỏ nó còn máng lên trên á. Ủa, nói lại là cái mũi vỏ bán lên trên, tức là cái mũi vỏ nằm trên đọt cây sao? Nó buộc, hình như buộc hay vậy, mình thấy quay lên đó, dạ. Thấy cái mũi vỏ. Thấy sao là mắt luôn. Nếu như vậy là chắc chiếc vỏ lại đó cũng vỡ ra luôn chứ đâu còn nguyên được. Không còn nhiều, còn có khúc bay da vậy, toàn ten, cây vậy nè, quơ lại vậy nè. À, đi qua bển tìm thác đó, lộn đó là cái vỏ còn có khúc để quơ lại vậy nè. Trời ơi. Quơ tới mô thật cả. Quơ tới quơ lui vậy chứ không có còn cái gì chứ. Dạ. Như là nổ văng cái vỏ, cái đang mua cái vỏ lên đập cây luôn á. Không còn cái gì chứ, không có khúc được quơ vậy đấy, quơ vậy đấy. Không biết cái gì cũng không biết. Không biết luộc cái gì không biết. Thấy còn dính ra nè. Dính cái nhánh cây, giống cái cây mà lớn mà dính trong cái nhánh gì đây nè. Cái tiếng nổ cỡ đó thì cái sức công phá rất là lớn. Như là những vật dụng ở gần đó thì không còn gì nguyên vẹn đâu. Dạ. Mà thì ở trên đây thì cũng thật chia buồn với cô nha cô ha. Dạ. Dạ, cô cũng rất là buồn. Coi như là cũng như phần số của cháu đi ha cô ha. Dạ. Cô cũng đang rất là buồn mà giữ sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Chú là ở sớm rồi chú. Tôi là em rể của bà này. Dạ. Ông vô đi. Ủa mà bây giờ là chừng nào để đưa em đi? 9 giờ đi quả táng. Dạ. 9 giờ là mình đưa lên Cà Mau không chú? Không, Cà Mau quả táng vì mà không có đất cát không. Vì vậy người ta có hai người kia có đất cát thì chôn. Quả thì không có đất cát gì nha. Thì thật sự thì tụi cháu cũng rất là xa cô. Dạ. Quả táng như vậy rồi mình chịu hay là có giúp chú? Chắc nhà nước. Tụi cháu thì từ Đồng Tháp đó cô xuống đây cũng gần 361 quận. Yeah. Thì tụi cháu sẽ đến từng nhân cái chỗ này nhân. Nhân. Yeah. Yeah. Ở đây là cái chỗ thứ nhất. Yeah. Thì cháu sẽ ghi hình của cha em Hiếu rồi chút xíu là cháu lại hai đằng kia. Thì trước mắt thì tụi cháu đi làm công tác thiện nguyện này thì cũng có những cái quỹ của mạnh thường quân đó cô. Yeah. Thì trước mắt thì bước đầu tiên hỗ trợ thì cháu Minh Khải xin được giúp hai cái quỹ ra của hai mạnh thường quân, một là anh Sơn ở Mỹ, hai là em Phương ở Đài Loan á, xin được gửi cho cô 1 triệu ha, mỗi mạnh thường quân 500,000 để cô có cái chi phí để lo hậu sự cho cháu Hiếu nha cô. Dạ dạ. Cảm ơn như mấy chú cũng giúp đỡ gia đình này cô cũng gọi. Dạ, cảm ơn hai mạnh thường quân, anh Sơn với em Phương là được rồi. Dạ. Dạ thì Minh Thắng xin cảm ơn các bạn thường quân, anh Sơn và em Hương có phần hỗ trợ đến gia đình gặp những tai nạn đáng tiếc này. Cảm ơn các bạn thường quân rất là nhiều. Và thì để tiếp cái phần hỗ trợ này thì xin mời bên cao Đồng Tháp nha. Rồi mấy em phải chuyển tiền để tôi có tiền cho.
bằng cỏ đi mà người ai muốn mạnh gì mạnh lấy hết trơn, có tiền cũng sống mà nghèo, gia đình nghèo với mòn mướn mà. Các video này rồi mình sẽ đăng tải video kế tiếp của quý vị xem. Hồi nào giờ không có đăng ký bữa nay vậy nè. Like để mình theo dõi video sau. Mình xin chào. Ai cũng mướn rồi đây à. Chú anh chị video sau. Có khi kêu, có khi không kêu.